chăm con được chọn đam mê máy thì cha xong rồi lực mê đến chặt và tịch sân ca bìm ra mấy bộ được ác nghiệp bàn mê bìm rồi đem mình ác what the letter you started yesterday yes letter O chăm nghe bên trên xong lên letter O ta start letter O O O O again letter O O O O okay look at the board please. Revision. Ca rụt lực mê liền. Yeah. Chắc ca bìm xa mấy kia dân riêng đoàn letter O. Yeah. Look at this. Letter O. 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 Okay. Một lần chỗ đoàn mê liền mấy. Chẳng. Thì cha xong xua dân sân. What day is it today? Yeah, today is Friday. Can you spell Friday? Friday can spell F-R-I-D-A-Y. What is that? That is second. What letter on the top? Yes, Andy. What is man? This man is April. Okay, can you spell April? A-P-R-I-L. What is year? This year is 2021. Okay, thank you. After letter O, not letter I did. Okay, just put up in letter O, just not letter I did. Yes, letter P. Okay, look at this. Everyone, letter P, P. Again, letter P, 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 P. Capital. Capital letter P. Okay? Yes.
again, everyone. Letter P, 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 P. Again, letter P, 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 P. Okay, then, teacher nâng tập bê á, công cơ tận ngọt miết, cắt rỉ bê, đọc ra một tí, sau xe letter P ní môi tổng bộ áo teacher. Goodbye. See you to next week.